ما هو الإيمان؟ Đức tin là gì? الإيمان هو قول باللسان. تقول بلسانك لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مثلا. Đức tin là những gì phát ra từ cửa miệng của chúng ta như chúng ta tuyên thệ không có thượng đế nào khác ngoài Allah Subhanahu wa ta'ala. وهذا الذي تقول بلسانك لابد أن تعتقد هذا بقلبك، لابد الظاهر يوافق الباطن. Và những gì mà chúng và những gì mà phát ra từ cửa miệng của chúng ta thì bắt buộc chúng ta phải có niềm tin đối với nó ở trong trái tim của chúng ta. ولابد أن تعمل بهذا، مثلا تصلي تخاف من الله سبحانه وتعالى، عمل الجوارح وعمل القلب. Và bắt buộc chúng ta phải thực hành như những gì mà chúng ta đã nói. Ví dụ như chúng ta nói chúng ta tin tưởng, chúng ta tôn thờ Allah Subhanahu wa ta'ala thì bắt buộc chúng ta phải dâng những cuộc lễ nguyện hay là chúng ta bố thí hay là chúng ta nhịn chay. Al-iman yazid, đức tin nó có thể tăng lên wa yanqus, và nó cũng có thể giảm xuống. Idhan hala huwa ta'rif al-iman, và đó chính là định nghĩa của iman. Taqul bi lisanik, đó chính là những gì phát ra từ cửa miệng. Ta'taqid bi qalbik, những gì được tin tưởng ở trong trái tim. تعمل بالقلب وتعمل بالجوارح. Và những hành động được làm bằng tay chân, bằng những cơ quan của chúng ta. يزيد, nó có thể tăng lên. وينقص, và nó giảm xuống.